Vâng, em thêm chỗ tô Lục Lam xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Rất là vui lại gặp lại quý khách hàng, quý anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Em thêm lại lên sóng báo giá những cái mẫu xe mới về nhé. Chỗ ô tô Lục Lam chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ. Quý khách hàng, quý anh chị mình có nhu cầu mua bán trao đổi hoặc cần tham khảo tư vấn thì alo liên hệ trực tiếp cho em thêm theo số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111 nhé. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nhà em cách ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m, thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Còn tất cả xe nhà em bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng nhé. Xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp. Có hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, nếu như khách hàng mà muốn mua xe trả góp thì alo liên hệ trực tiếp em thêm tư vấn cho. Xe nhà em bán ra có cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng bằng văn bản. Cam kết đảm bảo bằng văn bản và có bao check, bao test nhé. Quý khách hàng, quý anh chị check test thoải mái luôn. Có ép, em chào anh chị Trịnh Tường Vi. Có ép là xe gì anh? Ford à? Hay là gì ạ? À, máy dầu thì chắc là Ford rồi, anh hỏi Ford đúng không? Ép là Ford. Ford thì hiện tại em hết, mà máy dầu hiện tại em cũng không còn chiếc nào luôn. Các bác nhé, hiện tại máy dầu em không còn chiếc nào. Em chào anh chị Anh Hùng ạ. Quý khách hàng, quý anh chị vào cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Quý khách hàng vào cho em thêm xin một lượt chia sẻ nhé. Tầm dưới 300 thì i10 em có nhé. Vios thì hiện tại em hôm nay em mới về 17. Vios hiện tại hôm nay em vừa về một chiếc vàng cát 2017 nhé. Xe đẹp, nói chung là chất lượng cam kết chuẩn. Có Vios 2017, chiếc đấy thì hơn 300. Em chào anh chị Phong Trần Đầy Lính ạ. Innova em có 13, có 16 anh chị nhá. Anh chị Tường Vi chán nhỉ? Vâng ạ. Máy dầu năm nay hơi hot cho nên là cứ thò chiếc nào về là hết chiếc đấy. Nhà em có nhận đặt theo yêu cầu của khách hàng đấy. Nếu như mà quý khách hàng, quý anh chị mà có nhu cầu tìm xe, nhà em có tìm xe theo yêu cầu của khách hàng. Nói chung chất lượng là phải chuẩn, gọi tiền nào của đấy nên là khách hàng yên tâm. Hôm nay em về có Kia Morning Van, khách hàng hỏi van khá nhiều. Hôm nay em về một chiếc màu xanh siêu đẹp luôn. Có bác nào hợp màu xanh này không ạ? Đẹp lắm. Xe nhập nhá, 2014, xe vừa về. Em chào anh Hùng ơi, chiếc i10 ok, em sẽ báo giá nhé. CRV anh Phương Canh em không có ạ. Anh Thắng Vũ Văn, Innova em có 2016 và 2013 anh ấy, 17 thì hiện tại em không có. 2016 như nó form mới đấy anh, 2016 là form mới, tí nữa em review cho anh xem. Chiếc đấy lên form mới rồi. Anh chị cứ giữ máy đi, Innova em để ở ngoài, 7 chỗ em để ngoài, em có Xpander nữa luôn. 7 chỗ hiện tại em có Xpander, có Innova. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị giữ máy, lát nữa em thêm sẽ ra ngoài em thêm review cho. Rất là nhiều xe số sàn hiện tại em thêm cũng có nhá, các bác nhá, số sàn tầm hơn 200 em có. Nhiều mẫu xe để cho quý khách hàng, quý anh chị tham khảo cũng như là lựa chọn. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ nhé. Và quý khách hàng, quý anh chị xem đừng quên ấn nút theo dõi kênh. Các bác ấn theo dõi kênh này nhé. Em thêm live stream và cũng như là đăng bài, đăng những cái mẫu xe đang bày bán tại showroom ở trên trang fanpage này. YouTube em thêm review kỹ thì các bác có thể vào chợ ô tô Lục Nam giúp em nhé. Các bác nếu mà xem kênh YouTube thì ấn chợ ô tô Lục Nam. Xe chốt mất rồi, anh Tuấn này. Xem có con nào nó chốt cửa mở cửa cho em đi. Con i10 để chốt này. i10 nhá. i10 2017 em thêm sẽ báo giá luôn này. Vios tự động em đang tạm hết anh Trần Tuấn Bắc. Hôm nay em mới về một chiếc Vios E, nhưng nó là số sàn 2017 nhá, tự động em thêm tạm hết. Hyundai i10 số sàn này. Số tự động em cũng có, các bác mà quan tâm i10 số tự động em có 2019 nhá. i10 tự động em có 2019 màu đỏ. i10 2017 số sàn máy 1.0. Ô, lại chốt rồi anh. Máy 1.0 bản đủ nha anh chị nhá. i10 bản đủ máy 1.0 sản xuất năm 2017, 275 triệu. Bản đủ ạ, vô lăng tích hợp này. Đài lỗ thông minh, có màn hình trần ly lông. Cái gì anh? La răng đúc anh chị nhé. Hyundai i10 sản xuất năm 2017. Được. Cho em số điện thoại lên đây.
275 triệu. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em thêm số hotline 0987271796 hoặc 0888666111. Cả hai số hotline đều là số hotline chính, các bác có thể kết nối Zalo số nào cũng được, số điện chuẩn chỉnh, các bác yên tâm. Nhà em thêm thì làm chuẩn chứ không có cò kéo hay gì cả, nên là khách hàng cũng yên tâm tuyệt đối. Hai số đều là số chính, các bác alo số nào cũng được. 275 triệu anh chị nhé, Hyundai i10 2017 bản đủ, xe đẹp, cam kết zin. Nói chung là về chất lượng xe thì khách hàng yên tâm rằng là nhà em thêm chuẩn là xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích. Nhưng mà sơn thì em thêm phải chia sẻ khách hàng là xe cũ mình không tránh được sơn si chút xíu nhé. Đấy là em thêm phải chia sẻ với khách hàng là như vậy. Có hỗ trợ banh, quý khách hàng, quý anh chị thiếu chút xíu các bác có thể mua xe trả góp nhé. Em thêm sẽ hỗ trợ thủ tục, nhà em thêm có bao hồ sơ, khách hàng yên tâm về thủ tục pháp lý rồi. Anh Văn Philip, anh ơi, sedan 200 thì em có Hyundai Venna nhé, 208 triệu. Anh quan tâm giữ máy, lát nữa em thêm sẽ review cho em có Hyundai Venna, chiếc đấy là xe nhập đấy ạ. Kia Morning bán tải van 2014 số tự động nhé các bác nhé, số tự động xe nhập. Xe nhập khẩu Hàn đấy ạ. 2014 xe nhập khẩu Hàn số tự động. Full hết đồ luôn, có màn hình, có cam hành trình và có cả cam lùi luôn. 2014 xe nhập, giá là 248 triệu. 248 triệu các bác nhé, Kia Morning bán tải van xe nhập. Anh Hùng ơi, nhà em có bao rút hồ sơ, cái giá mà em thêm báo đấy thì có bao gồm hồ sơ rồi các bác nhé. Cái giá em thêm báo là có bao gồm rút hồ sơ rồi. Còn lộc lá, có lộc lá chút xíu. Quý khách hàng, quý anh chị mình cứ đến xem xe trực tiếp, ưng về chất lượng xem thêm có lộc lá nhé. 248 triệu ạ. Anh Văn Quyến. Văn Quyến ơi, đang làm rồi. Vay ớt đời 21 em hết ạ. Camry anh Tạ Duẩn ơi, Camry em có 2.5 nhá, em có 2.4G, em xin lỗi 2.4 phải 2.5. Morning là 248 triệu này, Kia Morning van xe nhập khẩu 248 triệu, đẹp chuẩn chỉ và zin xe vừa mới về hôm nay. Kia Rio nhập khẩu em có 2016 nhá. Kia Rio nhập khẩu số tự động ạ. Anh Hùng ơi, mai em qua xem ưng rồi lấy. Ok, nói chung là xe các bác mua thì các bác mà có thời gian ấy thì các bác cứ đến xem xe trực tiếp, cũng như là mình đến xem cái chất lượng xe nó như thế nào nhá. Các bác cứ đến xem xe trực tiếp, có chạy thử mà. Có chạy thử, các bác cứ chạy thử thoải mái, ưng thì lấy, vào chất lượng ok thì các bác các bác chuyển tiền. Kia Rio 2016 số tự động máy 1.4. Xe nhập các bác nhé. Xe nhập. Ok anh Ivan Philip giữ máy đi, em thêm review cho. 388 triệu Kia Rio nhập khẩu 2016 số tự động máy 1.4 đăng ký biển 12. Đấy, xe cam kết chuẩn chỉ là keo chỉ cột kèo máy số đều zin. Keo chỉ cột kèo máy số đều zin và có bao check bao test luôn. I20 tạm thời nhà em thêm đang hết các bác ạ. 2016 Kia Rio các bác nhá. Giá là 388 triệu. Kia Morning bản đủ em có này, Kia Morning số sàn bản đủ. 2016 các bác nhé, Kia Morning SI bản đủ 2016. Chiếc này là máy 1.2. Bản đủ và đẹp nha các bác nhé, đã đẹp thì lại còn chất. Giá thì theo giá thị trường, đã đẹp lại chất nhưng mà không có rẻ bèo đâu các bác nhé. Em thêm cam kết giá thị trường cho các bác. Em chào anh Phạm Mạnh, vâng ạ, cảm ơn anh, toàn xe đẹp thế. Xe đẹp chất lượng cao giá thị trường ạ. Quý khách hàng, quý anh chị ủng hộ thì alo cho em thêm nhé. Kia Morning SI 2016 số sàn các bác nhá, Kia Morning SI số sàn, xe đẹp. Chiếc này xe em còn chưa rửa luôn. Các bạn là lấy về đang bận quá thôi, cứ bày bán và báo giá cho khách hàng có thể tham khảo đăng ký biển Bắc Linh. Giá em thêm báo thì có bao gồm hồ sơ rồi, các bác yên tâm. 245 triệu Kia Morning SI bản đủ 2016 đăng ký biển Bắc Linh. Màu này là màu vàng cát.
siêu đẹp luôn các bác. 2016 Kia Morning SI bản đủ, xe đẹp. Vừa tiền thì các bác có thể tham khảo chiếc này này, Toyota Wingo 2020 các bác nhé, Wingo 2020, số sàn máy 1.2, xe nhập khẩu Indonesia này, xe chạy được 2 vạn, hơn 2 vạn chút xíu, đăng ký biển Bắc Linh. Lốp theo xe còn cả dàn, xe siêu mới 2020 nhé, Toyota Wingo nhập khẩu, giá là 298 triệu này. Có màn hình, có cam hành trình, có cam lùi luôn. Thật ra những cái chiếc xe như này các bác ạ, nó cũng cỡ như là một chiếc xe lướt. Ô anh ơi, cái này là chìa khóa con nào mà để đây nhỉ? Này lại đi tìm chết. Không, con này kia mà em thấy đút ở trong ghế, khả năng lùi quên để này tìm. 2020 nhá, Toyota Wingo, xe nhập khẩu Indonesia. Giá là 298 triệu, tít đời cao nhé, em tạm hết rồi, em có 2014 màu bạc như khách chốt rồi các bác nhá. Hiện tại tít số tự động em còn 2010 màu đen thôi. Nhá, 2010 màu đen, còn đời cao nữa thì tít em đang tạm hết. Có xe là 400 số sàn hả? Số sàn tầm 400 thì em không có, em có Zio, nếu mà số sàn hiện tại em có Zio thôi. Kia Zio 2015 nhá, hoặc là nếu mà tầm gần 400 thì anh có thể tham khảo Vios cũng được. Vios 17 375, anh Đoàn Cảnh Khiêm ơi. Em báo giá chiếc Altis để cho các bác tham khảo luôn. Altis này, Altis 2008 này, siêu đẹp luôn. Chất 2008, số sàn máy 1.8 bản G. 278 triệu các bác nhé, Altis 2008. Anh Tô Ly Nguyễn ơi, Altis 2010 thì xe ông anh nhà em đang chạy đi rồi, đang đi. Thi thoảng bỏ chiếc ra đi công vụ. Chiếc đấy 2010 máy 2.0 anh ạ, máy 2.0 lên form mới nhá. Altis 2010 là lên form mới rồi. Nếu mà anh muốn xem ảnh, lát nữa anh nhắn cho em xin một cái tin nhắn vào fanpage để em thêm gửi hình ảnh cho bác tham khảo. Altis 2008 bản G máy 1.8 các bác nhá, số sàn, vô lăng phím còi siêu đẹp. Nói chung là xe chất và đẹp. Chiếc này là 278 triệu này. Altis 2008 278 triệu. 278 triệu Altis 2008, 2010 form mới, máy 2.0 thì hơn 448. Chiếc đấy cũng màu đen các bác nhá, màu đen. Đây, quý khách hàng, quý anh chị ơi, vừa nãy bác nào hỏi em Hyundai Venna tầm ít tiền này. Hiện tại em có Venna ít tiền nha các bác nhé. Hyundai Venna, chiếc này là xe nhập khẩu. Xe nhập khẩu Hàn, máy 1.4, số sàn. Ôi em để ngoài nó hơi bụi chút xíu, quý khách hàng, quý anh chị thông cảm nhé. Tại vì là nếu mà đã gần đường thì xác định là phải bụi rồi. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn nhé, em thêm thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Rất là dễ tìm kiếm đây. Các bác từ Bắc Giang chạy về cứ chạy thẳng đường quốc lộ 31 đến ngã tư Đồi Ngô là gần đến nhà em thêm rồi. Hyundai Venna số sàn nhá, 208 triệu 2010, máy 1.4, xe nhập khẩu Hàn. Anh Điển Ngô ơi, for máy dầu hiện tại nhà em thêm đang hết. Tầm 180 thì anh có thể tham khảo chiếc này, cố lên chút xíu, 208 triệu này. Hyundai Venna số sàn máy 1.4, 208. Nếu mà tầm hơn 300 số tự động em cũng có. Em có Kia Celato nhỉ? Kia Celato 2011 xe nhập. Các bác nhé, xe nhập, chiếc này thì full option luôn, xe mới về. Mới về bẩn chút xíu nhưng chất lượng thì rất là ok luôn, em review qua nhé. Kia Celato này, phải nói là cam kết đẹp các bác ạ, cam kết đẹp và chất. Anh Sâm Nguyễn Sâm nhớ Lê Văn Luyện à? Đúng rồi, từ nhà Lê Văn Luyện lên nhà em tầm khoảng 8 cây. Thẳng đường luôn anh nhá, từ dưới chỗ đoạn nhà Luyện lên tầm khoảng 8 cây. Kia Celato 350 triệu 2011, số tự động, xe nhập các bác nhá, xe nhập máy 1.6, cửa sổ trời đầy lỗ thông minh. Nói chung là máy số cam kết nguyên zin, keo chỉ cột kèo zin, không tai nạn các bác yên tâm. Xe nhập 2011 nhé. Đây 7 chỗ thì em có này, 7 chỗ em có Innova này.
7 chỗ em có Innova các bác nhé, Innova 2016 đây ạ. Vừa bác nào thì hỏi 17 này, cái form này nó là lên form mới rồi nhé. 2016, số sàn máy 2.0 bản E 468, xe cam kết đẹp và zin. Cam kết đẹp và zin các bác yên tâm, bác check ba test luôn, khách hàng có thể check test thoải mái. Các bác có thể check test kiểm tra chất lượng xe thoải mái nhé. Gala hoặc là hãng tùy khách hàng, nói chung là ở đâu khách hàng tin tưởng thì các bác check. Có hỗ trợ banh, những mẫu này thì nhà em thêm có hỗ trợ banh thoải mái. 468 triệu Innova bản E 2016, số sàn máy 2.0 này. Còn 2013 em có đây. 2013 cũng số sàn máy 2.0 bản E luôn. Đều là đăng ký biển thủ đô Hà Nội nhé. Nhà em thêm có 3 hồ sơ. Em thêm có 3 hồ sơ nên là khách hàng yên tâm. Còn xe cũ thì chỉ có không tránh được chảy xước thôi các bác ạ. Nói chung là những cái mà có trong cái phạm vi cho phép. Còn phần keo chỉ cột kèo với lại máy số thêm cam kết zin cho các bác. 2013 nhé, Innova 365 triệu. Đây ạ. 365 triệu Innova 2013, số sàn máy 2.0 bản E. Xpander các bác nhé, Xpander một chủ từ mới luôn. 2019, số tự động máy 1.5. Xpander 2019, số tự động máy 1.5 này, chiếc này 498 triệu. Cam kết đẹp cho các bác luôn, xe chính chủ một chủ từ mới. Đấy, xe nhà em thêm thì bất chấp luôn, em thêm có review bất chấp bẩn với lại hay là chưa rửa, chưa spa ok hết. Vì xe quan trọng nhất là cái chất lượng thôi. Còn đâu, thật ra đôi khi thân vỏ nó bẩn thì chất lượng xe chuẩn là ok rồi. Đấy, 498 nhé các bác nhé, Xpander 498 này. Innova 2013 giá là 365. 365 và Innova 2017 giá là 468. Vios thì hiện tại em mới về 2017 các bác nhé. Còn 2015 em thêm tạm hết. 2015 em không còn chiếc nào. 2017 em có 2017, 2018. Đây là Vios 2017, Vios E màu vàng cát, xe mới về nhé, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn, 30E này. 89304. Vios E 2017 các bác nhé, 17 số sàn máy 1.5. Chiếc này là 375 triệu ạ. Chiếc này là 375 triệu, Vios E 2017. Anh Mạnh Dũng Phạm, quay xe Accent nhà anh xem nào. Anh Mạnh Dũng Phạm, anh ơi, Accent thì em đánh Accent số sàn đúng không? Em đánh, hôm nay em đánh lên trên nhà kia để em cà số khung số máy rồi anh ạ. Em cà số khung số máy gửi đi rút hồ sơ rồi cho nên là xe em không có để đây. Hôm nay em phải đánh 3-4 chiếc lên đấy để là vì ở dưới nhà này nó chật quá. Em cất lên trên nhà trên để cà số khung số máy với lại để đấy. Những cái xe đặt cọc là em để lên đấy. 3-4 chiếc hôm qua khách đặt 3-4 chiếc là em để hết lên đấy. Honda Civic 2007 máy 2.0 số tự động 275 triệu các bác ạ. 275 triệu. Anh Đoàn Quỳnh, anh nhà em có hỗ trợ banh nha anh chị nhá. Anh chị Đoàn Quỳnh nhá, anh chị ở đâu ạ? 275 triệu Honda Civic 2007. Celato em có 2016, 2017 và 2019. Đây ạ, Kia Celato. Kia Celato số tự động máy 1.6, chiếc này xe chạy 1.8 này, 2019. 1.8 hay 2.1. Để em thêm xem lại cái nhá. Form 2019 này nó là lên form khác rồi, đẹp. Nói chung siêu đẹp các bác ạ, ghế điện. 2 vạn ạ, 2 vạn lốp theo xe còn cả dàn nhé. Full option ạ, Kia Celato 2019, số tự động máy 1.6, cửa sổ trời đầy lộ thông minh, vô lăng tích hợp, điều hòa auto, có cân bằng điện tử các bác nhé. Có cân bằng điện tử, 2019 Kia Celato, số tự động máy 1.6, ghế điện. Giá là 575 triệu, hỗ trợ banh 70% giá trị xe. Kia Celato 2019 ạ. Quý khách hàng Quỳnh chị ơi, số điện thoại em thêm ghim trên màn hình. Quý khách hàng Quỳnh chị mình quan tâm có thể nhấc máy alo liên hệ trực tiếp, hai số hotline em ghim trên màn hình nhé.
số 0987271796 hoặc 0888666111. Hai số hotline đều có Zalo, khách hàng có thể kết nối Zalo số nào cũng được. Kia Celato đen là 2016 này, chiếc này máy 2.0. Kia Celato 2016, số tự động máy 2.0, giá là 488 triệu. Xe nhà em thêm thì cam kết đảm bảo đẹp. Các bác ơi, nói chung là mình xác định đi mua là tiền nào của đấy nhá. Xác định đi mua các bác cứ xác định là tiền nào của đấy. Đến với nhà em thì các bác chắc chắn là sẽ ưng về chất lượng xe. Thế nhưng mà giá thì khách hàng cũng phải chấp nhận là cao hơn chút. Là vì xe nhà em chất lượng chuẩn, em mua đi mua cũng cao hơn. Tất nhiên là các bác cũng phải chấp nhận là cái giá thị trường. Còn để rẻ và đẹp với chất thì chắc là rất là khó. Gọi là nó tiền nào của đấy thôi. Các bác đi mua gì cũng vậy, mua đồ ăn thức uống cũng thế, gọi là tiền nào của đấy hết. Để rẻ và chất và đẹp thì không có đâu. Một chiếc Kia Celato 2017, số tự động máy 1.6 nhé. Kia Celato số tự động máy 1.6 2017. Anh Hoàng Huy đúng rồi, nhà em ở cạnh Nhật Cường. 2017 số tự động máy 1.6, giá là 498 triệu. 498 nhé, màu trắng này. Hiện tại Kia Celato em có màu trắng, có màu đen và có màu đỏ. 3 màu, quý khách hàng, quý anh chị mình ưng màu nào thì có thể tham khảo chiếc màu đấy cho em. Những cái chiếc này thì đều là full option, có cửa sổ trời các bác nhé. Có cửa sổ trời, có đèn đổ thông minh đầy đủ hết. Em thêm sẽ review qua này. Đây là option của chiếc màu đen đây. 2016 Kia Celato. Máy 2.0. Có ghế điện các bác nhé. Ghế điện điều hòa auto. Vô lăng tích hợp, đèn đổ thông minh, màn hình đầy đủ, cam lùi cũng có nhé. 488 triệu. 488 triệu 2016. Anh Sâm, Nguyễn Sâm cái gì anh? Xếp tuân tuyển như gái anh và theo chân dài. Anh Sâm, Nguyễn Sâm bình luận hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu vì đọc em chưa hiểu được. Kia Celato 2017 số tự động máy 1.6 màu trắng, giá là 498 triệu nhé. Anh Lê Thành Tài ơi, máy dầu hiện tại em không còn chiếc nào luôn. Nhà em cứ thò những cái dòng Ford cứ về chiếc nào là hết chiếc đấy. Nhiều khi khách hàng review lên, khách hàng bảo ôi đẹp quá nhưng hỏi giá thì tất nhiên xe đẹp giá nó lại phải đẹp theo. Nên các bác mà đến sau lại không còn xe luôn. Các bác đi mua đồ hay mua gì các bác cứ chấp nhận là tiền nào của đấy các bác sẽ mua được xe, được xe những ý luôn. Anh Triệu Bảo ơi, xe 5 chỗ tự động em đang review đây ạ. Kia K3 em có này, Kia Celato số tự động này. Đấy, số tự động hiện tại hoặc là em có Kia Rio nữa nhá. Có Kia Rio 2016. Chiếc này là Kia K3 2016, số tự động máy 2.0. Máy 2.0 các bác nhá. Chiếc này là 2016 Kia K3 488 triệu. Đấy, Kia K3 2016 máy 2.0. Màu trắng, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. Một chiếc Kia Rio này, nếu mà vừa tiền các bác tham khảo chiếc này. Chiếc này là số sàn 2015, máy 1.4 xe nhập nhá. Kia Rio nhập 2015 số sàn, máy 1.4 320 triệu. Chung máy số keo chỉ cột kèo, còn nét căng và zin luôn. Đăng ký biển thủ đô Hà Nội là 92250. Kia Rio 2015 ạ, số sàn máy 1.4 320. Em xin lỗi nha, 320 triệu. 320 ạ, Kia Rio là 320. Kia Solotu em có màu đỏ này, số sàn 2019, đăng ký biển Bắc Giang. Kia Solotu, chiếc này cũng máy 1.4. Nói chung nó cũng như chiếc Kia Rio ấy ạ. Nó là đời cao, đời đời sau của Rio. 2019 Kia Solotu, số sàn máy 1.4, xe chạy 2,5 vạn nhá. Lốp theo xe còn đẹp, trần nỉ thì quá ok rồi. Có màn hình luôn, vô lăng phím còi siêu đẹp, táp lô táp ly rất là đều xe. 2019 Kia Solotu giá là 356 triệu này. Đấy, những cái dòng này thì quý khách hàng, quý anh chị mình muốn vay banh thoải mái các bác ạ. Lấy mà các bác mà thiếu chút xíu các bác có thể vay banh nhé. Nhà em thêm có hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp. 2019 Kia Solotu giá là 356 triệu ạ. 2019
Kia Celato hiện tại em cũng có 2010 nhé, nếu mà tầm vừa tiền thì các bác có thể tham khảo này, nhiều lắm. Kia Celato số tự động, xe nhập, máy 1.6, chiếc này giá là 335 này, 2010, 335 triệu. Số tự động nha anh chị nhá. Đây số sàn em có Kia Forte 2010 nhập. Đăng ký biển Hà Nội. Kia Forte xe nhập số sàn máy 1.6 nhé. Chiếc này có màn hình luôn. Giá là 275 triệu ạ. 275 triệu Kia Forte 2010 xe nhập. Quý khách hàng quý anh chị ơi, mình quan tâm thì cái số hotline em thêm ghim trên màn hình. Các bác alo cho em số hotline đấy nhé. Cả hai số đều có Zalo luôn, khách hàng có thể alo trực tiếp cho em hai số đấy. Hoặc là quý khách hàng, quý chị ơi, các bác mà muốn xem kỹ chi tiết những cái mẫu xe nhà em thêm đang bày bán đấy, các bác vào YouTube nhé, vào kênh YouTube cho ô tô Lục Lam cũng em thêm review luôn, em thêm review từng cái mẫu xe các bác vào để có thể xem được gầm bệ hoặc là máy. Một chiếc Camry 2012 số tự động máy 2.0 này, máy 2.4 bản G, em thêm xin lỗi nhé. Máy 2.4 bản G, số tự động 2012, 525 triệu. Toyota Camry 2012 số tự động máy 2.4 bản G, xe đẹp và zin. Ở trước này các bác đi thì cũng chắc khẳng định với khách hàng là cũng rất là hài lòng luôn. 2012 Camry giá là 525 triệu. Quý khách hàng, quý chị mình quan tâm thì alo cho em thêm. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhé. Khách hàng ở xa thì có thể chủ động alo trước cho em thêm gửi định vị cho các bác dễ tìm kiếm hơn. Nhà em thêm thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Cách ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m. Camry 2012 525 triệu này, Kia Forte 2010 xe nhập số sàn máy 1.6. 275 triệu đấy, các bác quan tâm thì các bác có thể alo trực tiếp cho em thêm. Rất là nhiều những cái mẫu xe chất lượng cao, cam kết đảm bảo chất lượng bằng văn bản và có bao check bao test nhé, bao check bao test đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng luôn. Đấy, Kia Rio này, Kia K3 em có, Kia Celato có này, Kia Solotu em cũng có này. Rất là nhiều những cái mẫu xe khác nhau, quý khách hàng quý anh chị mình thoải mái lựa chọn luôn nhé. Vios E 2017 có nhé, quý khách hàng quý anh chị tham khảo đi. Không xem được live stream các bác xem lại video, quan tâm những cái mẫu nào thì nhấc máy alo liên hệ trực tiếp cho em thêm. Hoặc là quý khách hàng quý anh chị các bác quan tâm, các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua cái kênh fanpage này cũng được nhé. Kênh fanpage em đang live stream này. Đấy, Toyota Wingo 2020 giá siêu rẻ 298 triệu. 298 triệu máy 1.2 xe nhập Indonesia, xe chạy hơn 2 vạn. Siêu mới. Đấy, quý khách hàng quý anh chị mình tham khảo nhé, quan tâm mẫu nào thì alo cho em thêm xin phép nghỉ livestream đây ạ. Rất là nhiều những cái mẫu xe chất lượng cao để phục vụ quý khách hàng quý anh chị mình, quan tâm mẫu nào thì đừng ngại alo cho em nhé. Hoặc là quý khách hàng quý anh chị ơi, các bác mà có thời gian thì cứ đến xem xe trực tiếp tại showroom. Quý khách hàng quý anh chị mình chưa có nhu cầu, các bác cũng có thể đến tham khảo chạy thử thoải mái luôn, xem cái chất lượng xe nhà em nó có ok không. Xem thêm gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng đã quan tâm cũng như là ủng hộ em thêm, xem livestream ủng hộ em và cũng như là cũng đồng hành cùng em. Xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng quý anh chị.